học sinh thân mến, trong những tiết học trước, các em đã được củng cố những kiến thức và kỹ năng để làm bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia ở 3 phần: đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Nhưng do tình hình thực tế chưa trở lại được trường, do vậy mà hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bài học mới của học kỳ 2. Đó là chuyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa. Nguyễn Minh Châu là một trong những nhà văn hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông luôn quan niệm văn học và cuộc sống là những vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người. Chính vì vậy, trong suốt đời văn của mình, Nguyễn Minh Châu luôn đi khám phá và thể hiện hình ảnh con người. Và cũng bởi một quan niệm của ông, con người chứa đựng trong lòng những điều kỳ diệu đẹp đẽ đến nỗi mà cả một đời vẫn chưa nhận thức và khám phá hết. Chuyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là một trong những tác phẩm tiêu biểu hay nhất trong đời văn của Nguyễn Minh Châu. Và hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu chuyện ngắn này. Bài học của chúng ta được học trong 2 tiết. Tiết thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm, phân tích tình huống chuyện và một phần nhân vật người đàn bà hàng chài. Tiết 2, chúng ta sẽ tiếp tục đi phân tích tìm hiểu hình ảnh người đàn bà hàng chài, nhân vật Phùng và tổng kết bài học. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, phần tìm hiểu chung. Các em cùng nhìn lại hình ảnh của nhà văn Nguyễn Minh Châu, một trong những nhà văn tài năng của văn học Việt Nam hiện đại. Chỉ tiếc rằng đường đời của ông quá ngắn ngủi. Ông mất đi khi tài năng đang ở độ chín. Trong sách giáo khoa đã cung cấp cho các em một số kiến thức cơ bản nhất về tác giả Nguyễn Minh Châu. Các em tự thu hoạch những nét cơ bản về năm sinh, năm mất, quê quán, bước đường đời của nhà văn. Cô chỉ nhấn mạnh các em một số nét tiêu biểu nhất về nhà văn này. Nguyễn Minh Châu là nhà văn quân đội. Ông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nguyễn Minh Châu thuộc vào số những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất của văn học ta hiện nay. Đây là nhận định của nhà văn Nguyên Ngọc. Và ngay trong nhận định này, các em cũng thấy được vị trí, vai trò tiên phong mở đường của Nguyễn Minh Châu trong dòng chảy của văn học Việt Nam hiện đại. Điểm thứ hai, trong suốt cuộc đời cầm bút, Nguyễn Minh Châu luôn trăn trở về đất nước, về con người và sự đổi mới tư duy trong nghệ thuật. Chính vì quan niệm này cho nên đã chi phối rất nhiều đến nội dung trong sáng tác của nhà văn. Sáng tác của Nguyễn Minh Châu trước, sau đều hướng ngòi bút vào việc khám phá và thể hiện con người. Đó chính là con người bên trong con người. Và đặc biệt, nhà văn luôn đi tìm cái hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn của con người. Trước năm 1975, Nguyễn Minh Châu tập trung vào cảm hứng sử thi lãng mạn. Ông phản ánh vẻ đẹp cao cả của con người trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh qua những tác phẩm đó là tiểu thuyết Cửa sông, Dấu chân người lính, truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng. Nhưng đến chặng thứ hai, sau năm 1975, Nguyễn Minh Châu đã chuyển sang cảm hứng thế sự, đời tư. Ông tập trung phản ánh hình ảnh con người cá nhân trong cuộc sống đời thường. Chúng ta thấy qua các tác phẩm như Bến quê, Chuyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa mà cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học này. Ngoài ra còn một số chuyện ngắn ông viết vào những tháng ngày cuối đời khi ông đối diện với căn bệnh hiểm nghèo. Đó là tác phẩm Phiên chợ rát, Cỏ lau, vân vân. Những sáng tác của Nguyễn Minh Châu toát lên những nét đặc sắc về nghệ thuật, đó là phong cách tự sự
triết lý. Nhân vật mà ông xây dựng nên luôn luôn được soi thấu trong các mối quan hệ đa chiều. Lối kể chuyện của Nguyễn Minh Châu rất linh hoạt. Cô vừa nhấn mạnh với các em một số đặc điểm nổi bật trong sáng tác của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, tìm hiểu chung về tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Trước khi tìm hiểu về tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa, các em nhìn lại một số tác phẩm của Nguyễn Minh Châu đã được xuất bản. Tập truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa, truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, tác phẩm và dư luận. Truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa được sáng tác trong hoàn cảnh nào và được rút trong tập truyện ngắn nào? Chiếc Thuyền Ngoài Xa được sáng tác vào tháng 8 năm 1983. In lần đầu trong tập Bến Quê và sau đó được tác giả đưa vào tập Chiếc Thuyền Ngoài Xa năm 1987. Các em nhìn vào thời điểm sáng tác truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Tháng 8 năm 1983, đó là thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ đã kết thúc gần 10 năm. Cuộc sống đời thường đã trở lại. Tuy nhiên, những tàn tích của chiến tranh vẫn còn và nhiều vấn đề trong xã hội nảy sinh. Chính vì vậy mà các nhà văn luôn băn khoăn, trăn trở, nghĩ suy về thế sự đó. Và Nguyễn Minh Châu là một trong những nhà văn băn khoăn, trăn trở và muốn đi tìm một cái cách viết mới. Đời sống văn học có nhiều đổi mới theo khuynh hướng dân chủ, nhân đạo. Truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa là một tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ đời tư, thế sự của nhà văn. Chúng ta chuyển sang phần 2, phần tóm tắt văn bản. Các em theo dõi vào màn hình, cô tóm tắt ngắn gọn và cô cũng mong muốn là các em về nhà sơ đồ hóa cốt truyện vào trong vở để chúng ta dễ nắm bắt. Theo yêu cầu của trưởng phòng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng đến vùng ven biển miền Trung để chụp một tấm ảnh cho bộ lịch năm sau. Sau nhiều ngày phục kích, Phùng đã phát hiện và chụp được một cảnh đất trời cho. Đó là cảnh một chiếc thuyền ngoài xa ẩn hiện trong biển sớm mờ sương. Nhưng khi chiếc thuyền vào bờ, anh kinh ngạc chứng kiến cảnh người chồng vũ phu đánh đập vợ dã man. Và thằng Phác vì muốn bảo vệ mẹ đã đánh trả lại cha mình. Ba hôm sau, cảnh bạo hành đó lại tiếp diễn và lần này Phùng đã ra tay can thiệp. Theo lời mời của Chánh án Đẩu, đồng đội cũ của Phùng, người đàn bà hàng chài đến tòa án huyện. Tại đây, chị đã từ chối sự giúp đỡ của Đẩu và Phùng. Chị nhất quyết không bỏ người chồng vũ phu và kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Rời vùng biển với khá nhiều ảnh, Phùng đã có một tấm ảnh được chọn vào bộ lịch chủ đề thuyền và biển. Tuy nhiên, mỗi lần ngắm kỹ tấm ảnh, Phùng lại thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai. Và nếu nhìn lâu hơn, anh lại thấy hình ảnh người đàn bà hàng chài bước ra từ tấm ảnh, hòa lẫn trong đám đông. Chuyện được bố cục như thế nào? Chuyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa được bố cục theo 3 phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến chiếc thuyền lưới vó đã biến mất, thể hiện hai phát hiện của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng. Phần 2, từ tiếp theo cho đến chống chọi với sóng gió giữa phá, nhà văn kể lại câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở tòa án huyện. Và phần thứ ba, phần còn lại, tấm ảnh được chọn trong bộ lịch năm ấy. Như vậy, theo dõi phần tóm tắt tác phẩm và bố cục
của tác phẩm. Các em thấy trong truyện ngắn này, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã đan lồng hai câu chuyện. Nhà văn đã xây dựng theo kiểu truyện lồng truyện. Câu chuyện thứ nhất kể về một chuyến đi săn ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng. Và câu chuyện thứ hai là chuyện về cảnh ngộ trái ngang trong một gia đình hàng chài. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai của bài học, phần đọc hiểu chi tiết. Các em thân mến, đây là một chuyện ngắn hay, nhưng để nắm bắt được các tầng sâu ý nghĩa mà nhà văn Nguyễn Minh Châu gửi gắm trong tác phẩm, quả không dễ dàng. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu yếu tố nghệ thuật đầu tiên luôn được đề cao trong chuyện ngắn, đó chính là tình huống chuyện. Cô tin rằng khi học các tác phẩm ở các lớp dưới, các em đã có những kiến thức nhất định về tình huống chuyện. Và ở bài học này, cô khái lược lại về tình huống chuyện để các em có thể đi vào tìm hiểu tác phẩm một cách dễ dàng hơn. Vậy tình huống chuyện là gì ạ? Tình huống chuyện hiểu một cách đơn giản nhất là tình thế xảy ra chuyện. Hoặc đó là hoàn cảnh riêng mà ở đó diễn ra một sự kiện đặc biệt khiến cho cuộc sống hiện lên đậm đặc nhất và ý đồ nghệ thuật của tác giả được bộc lộ sắc nét nhất. Thế thì có mấy loại tình huống chuyện trong truyện ngắn? Lý luận văn học hiện đại chia ra 3 loại tình huống cơ bản: tình huống hành động, tình huống tâm trạng và tình huống nhận thức. Tình huống hành động chủ yếu hướng tới hành động có tính chất bước ngoặt của nhân vật. Và các em thấy rất rõ trong truyện ngắn các em vừa mới tìm hiểu, đó là vợ nhặt của Kim Lân. Tình huống tâm trạng chủ yếu khám phá diễn biến tình cảm, cảm xúc của nhân vật. Và các em có thể thấy rất rõ cái đặc điểm này trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Và tình huống thứ ba trong truyện ngắn mà chúng ta gặp, đó là tình huống nhận thức, chủ yếu cắt nghĩa sự giác ngộ chân lý của nhân vật. Từ những hiểu biết về tình huống chuyện, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tình huống ở truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa này. Trước hết chúng ta phải khẳng định là nhà văn Nguyễn Minh Châu đã xây dựng được một tình huống chuyện lý thú hấp dẫn. Vậy thì tình huống lý thú và hấp dẫn ấy là gì? Các bạn có thể thấy là nhà văn xoay quanh những phát hiện của nghệ sĩ Phùng trong chuyến đi tìm bức ảnh nghệ thuật ở bãi biển miền Trung. Đó là phát hiện về chiếc thuyền khi ở ngoài xa và chiếc thuyền khi vào bờ. Đó còn là phát hiện của nghệ sĩ Phùng, của Đẩu về người đàn bà hàng chài. Vậy thì trong truyện ngắn này, nhà văn đã triển khai tình huống ấy như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu diễn tiến của tình huống. Ở phát hiện thứ nhất, gắn với không gian của bãi biển, thì các em thấy nghệ sĩ Phùng đã khám phá thấy cảnh chiếc thuyền khi ở ngoài xa. Đó là một bức ảnh tuyệt đẹp, giống như một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Và khi chụp được bức tranh thiên nhiên toàn mỹ ấy, Phùng cảm thấy vô cùng thăng hoa, mãn nguyện. Và cũng đồng thời, anh nhận thấy chân lý của sự toàn thiện, nhận thấy cái đẹp chính là đạo đức. Anh cảm thấy tâm hồn mình trở nên trong trẻo, thanh cao. Nhưng các em thấy đối lập hẳn với hình ảnh con thuyền khi ở ngoài xa, đó là cảnh chiếc thuyền khi cập bờ, thì Phùng đã nhìn thấy cảnh tượng gì?
bước ra từ chiếc thuyền lưới vó đẹp như mơ là một người đàn bà xấu xí, mệt mỏi, mà nhà văn đã miêu tả là mụ rỗ mặt, khuôn mặt mệt mỏi, tái ngắt. Còn người đàn ông thì to lớn, dữ dằn, mái tóc tổ quạ, hai con mắt đầy vẻ độc dữ. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của người đàn bà hàng chài và người đàn ông từ con thuyền bước xuống, thì một cảnh tượng đến khó tin đã diễn ra. Người đàn ông đã đánh vợ hết sức dã man. Lão ta dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Trong khi đó, người vợ chỉ im lặng chịu đòn, không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn. Sau đó, thằng Phác, đứa con mà người đàn bà yêu thương nhất ấy, từ đâu chạy tới, đánh lại bố mình. Cậu bé vung chiếc khóa sắt quật vào giữa khuôn ngực trần vạm vỡ cháy nắng của người cha với tất cả sự giận dữ, thù hằn. Và đáng lẽ ra, người đàn bà hàng chài khi được đứa con đến cứu giúp mình thì chị phải cảm thấy là mình có chỗ dựa. Nhưng người đàn bà hàng chài lại quỳ xuống van xin con với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Chị ngồi sẹp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy nó rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để. Và không chỉ cái cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt Phùng trong cái buổi sáng hôm đó, mà ba hôm sau cảnh bạo hành ấy lại tiếp diễn, nhưng người đàn bà hàng chài vẫn cắn răng chịu đựng. Như vậy các em có thể thấy là nhà văn Nguyễn Minh Châu đã khắc họa những cảnh tượng diễn ra trên bãi biển với sự đối lập gay gắt. Người chồng đánh vợ dã man, trong khi người vợ chỉ im lặng chịu đòn. Đứa con đánh trả lại cha mình. Rồi người mẹ lại quỳ xuống cầu xin con. Và những cảnh tượng đối lập ấy đã khiến cho nghệ sĩ Phùng chết lặng trong kinh ngạc. Anh không tin vào mắt mình, cho nên có một cái phản ứng hết sức tự nhiên, đó là há mồm ra mà nhìn. Anh không thể tin được đằng sau cái đẹp tuyệt đỉnh của tạo hóa lại ẩn chứa cái xấu, cái ác, không phải là đạo đức, không phải là chân lý của sự toàn thiện. Nhưng những tình huống ấy đã dừng lại chưa ạ? Các em còn thấy nhà văn tiếp tục đẩy tình huống đến cao trào ở câu chuyện thứ hai, gắn với không gian của tòa án huyện. Sau khi biết được chuyện bạo hành trong gia đình người đàn bà hàng chài, Phùng cùng với Đẩu rất muốn giúp người đàn bà bỏ chồng, vì đó là lão chồng tàn độc nhất thế gian. Anh đã nói rằng chị không sống nổi với cái lão đàn ông vũ phu ấy đâu. Nhưng người đàn bà kiên quyết từ chối, thậm chí còn cầu xin Đẩu, Phùng đừng bắt tôi bỏ nó. Và những điều Phùng Đẩu chứng kiến tại không gian của tòa án huyện đã khiến cho anh cảm thấy rất lạ lùng và khó hiểu về người đàn bà này. Sau khi nghe xong câu chuyện của người đàn bà hàng chài, thì Phùng và Đẩu đã vỡ ra, hiểu ra được nhiều điều. Một cái gì vừa mới vỡ ra trong đầu vị bao công của cái phố huyện vùng biển. Các em có thể thấy, trong chuyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa, xuất hiện rất nhiều những cảnh tượng đối nghịch. Nhưng nếu nhìn một cách bao quát, thì toàn bộ câu chuyện này gắn với chuyến đi về bãi biển miền Trung để tìm bức ảnh nghệ thuật, cũng như những chuyển biến trong nhận thức của nghệ sĩ Phùng, đi từ ngộ nhận, lầm lẫn,
đến vỡ lẽ, giác ngộ. Đây chính là tình huống nhận thức. Kiểu tình huống này xuất hiện trong nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu, như bức tranh Bến Quê, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Và xây dựng tình huống nhận thức ấy đã giúp cho nhà văn bộc lộ những quan điểm sâu sắc về cuộc sống và nghệ thuật. Để hiểu hơn về những nội dung này thì các em có thể thấy trong quá trình tìm hiểu ở những nội dung của bài học trong tiết 2. Nhưng trước hết, các em cũng có thể thấy được rằng là nhà văn Nguyễn Minh Châu đã muốn phát biểu những cái tư tưởng sâu sắc về cuộc sống và về nghệ thuật. Cuộc sống luôn luôn chứa đựng những nghịch lý. Chính vì vậy mà nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn đơn giản sẽ không nắm bắt được bản chất của sự vật, hiện tượng, con người. Vì vậy mà cần phải có cái nhìn đa chiều về cuộc sống, về con người. Và điều thứ hai nhà văn muốn thể hiện đó là nghệ thuật chân chính phải bắt nguồn từ cuộc đời và vì cuộc đời. Những tư tưởng nghệ thuật mà nhà văn gửi gắm trong tác phẩm cũng chính là quan niệm của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Như ông từng phát biểu, nhà văn không có quyền nhìn sự vật một cách đơn giản, và nhà văn cần phải phấn đấu để đào xới bản chất con người vào các tầng sâu lịch sử. Cũng qua việc xây dựng tình huống nhận thức, nhà văn đã làm nổi hình, nổi sắc các nhân vật trong tác phẩm. Và chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về hình tượng các nhân vật. Và nhân vật đầu tiên cô trò chúng ta tìm hiểu đó là nhân vật người đàn bà hàng chài. Người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn này được xuất hiện gắn với hai không gian. Không gian trên bãi biển và không gian tại tòa án huyện. Vậy thì khi xuất hiện trên bờ biển, nhà văn đã cho chúng ta cảm nhận thấy những đặc điểm về con người và tính cách của nhân vật này như thế nào. Chúng ta cùng theo dõi trên màn hình những chi tiết tiêu biểu mà nhà văn đã miêu tả về hình ảnh người đàn bà hàng chài. Đó là người đàn bà chạc ngoài 40, một thân hình quen thuộc của người đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét thô kệch. Mụ rỗ mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ. Tấm lưng áo bạc phếch và rách dưới, nửa thân dưới ướt sũng. Khi bị đánh, người đàn bà hàng chài không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn. Và khi thằng Phác xuất hiện, chị mếu máo gọi. Người đàn bà ngồi sẹp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy nó, rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để, rồi lại ôm chầm lấy. Qua cái nhìn của nghệ sĩ Phùng, người đàn bà hàng chài hiện lên như thế nào? Chị hiện lên hết sức cụ thể, chân thực, tự nhiên. Đó là một người lao động vùng biển với diện mạo cao lớn, đường nét thô kệch, xấu xí. Ở chị toát lên dáng vẻ mệt mỏi với sự lam lũ, vất vả, khó nhọc. Nhưng ấn tượng đặc biệt với nghệ sĩ Phùng là ở cách hành xử và hành động lạ lùng, khó hiểu của người đàn bà này. Khi bị chồng đánh, chị không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn. Và dường như người đàn bà ấy tự nguyện để cho chồng đánh. Chị tự nguyện để chồng bạo hành. Và đặc biệt hơn nữa, khi thằng Phác
đứa con mà chị yêu thương nhất trong nhà xuất hiện, đến để cứu giúp chị, thì chị lại quỳ xuống, van xin nó để không có những hành động vô đạo. Vậy thì qua những chi tiết này, nhà văn đã khắc họa cho người đọc thấy chân dung của người đàn bà hàng chài như thế nào, tính cách của người đàn bà hàng chài như thế nào. Các em có thể thấy chị hiện lên với một số phận nhỏ bé, bất hạnh, và đó là một con người vô danh. Sự vô danh ấy thể hiện ngay từ cách mà nhà văn gọi tên nhân vật. Nhà văn gọi chị là người đàn bà hàng chài, gọi chị là mụ, một cách hết sức phiếm định, rất chung chung, không có một cái tên cụ thể. Ở những hành động, cách ứng xử của chị còn toát lên cái nét tính cách cam chịu, nhịn nhục, đáng thương, thậm chí là đáng trách. Xét đến cùng, người đàn bà hàng chài ấy trong con mắt của Phùng là nạn nhân của đói nghèo, lạc hậu, tăm tối. Vì sống triền miên trong cảnh đói nghèo, trong cái quẩn quanh của cái vùng biển không có sự giao tiếp rộng, chính vì vậy mà chị có sự ì trệ, tăm tối về nhận thức. Và vì trì trệ, tăm tối về nhận thức, cho nên chị mới để cho chồng hành hạ, chà đạp mình triền miên như thế. Cô trò chúng ta vừa đi vào tìm hiểu về tình huống chuyện, một phần ở nhân vật người đàn bà hàng chài, qua cái nhìn ban đầu của nghệ sĩ Phùng. Và trong tiết học sau, chúng ta sẽ cùng quay trở lại tìm hiểu về nhân vật Phùng và tổng kết bài học. Các em về nhà nắm vững nội dung của tiết học, tìm hiểu trước về nhân vật Phùng, những tư duy nghệ thuật sâu sắc của nhà văn được gửi gắm qua chuyện ngắn này. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại trong buổi học sau.